Hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh em cái cách mà khôi phục lại cái sự sống cho cái bình ắc quy này để nó có thể nạp được điện và chúng ta lại sử dụng được bình thường. Hiện tại thì tôi đang có hai cái quả ắc quy này nó đang không nạp được điện. Nguyên nhân của nó không nạp được điện là do khách hàng để trong xe một cái khoảng thời gian rất là dài không nạp bổ sung điện, dẫn đến cái quả ắc quy này nó kiệt hết điện rồi, nó không còn cái khả năng nạp được điện nữa. Bây giờ tôi đo cho anh em xem cái quả ắc quy này nó còn bao nhiêu điện nhé. Quả ắc quy này nó chỉ còn 0,2-0,3V thôi. Đây này, nó còn 0,3V này. Nó còn chưa được 1V cơ. Như thế này thì không cái sạc nào có thể nạp được điện cả. Do đó hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh em cái cách mà khôi phục lại cái sự sống cho cái bình ắc quy này để nó có thể nạp được điện và chúng ta lại sử dụng được bình thường. Thì anh em cần phải chuẩn bị những cái thứ này này. Thứ nhất là một cái bộ nạp điện 12V nhé. Cái bộ nạp điện 12V này để khi mà ta kích bình này xong thì ta có thể nạp điện ngay cho nó được. Thứ hai là một bộ nguồn. Thì rất nhiều anh em hỏi là mua cái bộ nguồn này ở đâu. Thì không phải mua ở đâu cả. Anh em chỉ cần sử dụng một cái bộ ắc quy thông thường, có thể to nhỏ đều được cả. Thì trong cái hướng dẫn này thì tôi sẽ sử dụng một cái bộ ắc quy 48V 20A tôi nạp đầy điện lên rồi. Thì với cái bộ ắc quy này thì tôi sẽ đấu nối tiếp với nhau nhé. Bây giờ tôi sẽ đấu nối tiếp với nhau này. Sau khi đấu nối tiếp thành cái bộ ắc quy 48V này rồi thì anh em chú ý này, để nó không bị nhầm lẫn nhé. Thì cái cực dương của cái bộ ắc quy này, cái cực dương của bộ ắc quy nhé, anh em đấu vào cái dây màu đỏ nhé. Rất là nhiều anh em nhầm lẫn ở cái chỗ này. Cực âm của ắc quy anh em đấu vào màu trắng này. Đấy, bây giờ anh em sẽ dùng một cái jack này. Sử dụng cái jack này anh em kết nối chúng vào đã. Đây ta được, này được. Thế bây giờ nhá, anh em chú ý này. Cái cực dương của cái bộ nguồn này, ta sẽ đấu vào cực dương của cái quả ắc quy. Cực âm của bộ nguồn này, ta sẽ đấu vào cực âm của quả ắc quy. Tôi tạm thời tôi rút nó ra đã. Đây tôi đấu sẵn vào đây nhá. Thế bây giờ tôi sẽ thử nạp điện xem nó có được không nhá. Tôi thử nạp này. Tôi đo lại điện áp này. Đo lại điện áp này. Điện áp nó vẫn chỉ 0,3V thôi đúng không? 0,3V không thể nạp được. Bây giờ tôi thử nạp xem có được không đã. Tôi dùng cục nạp này. Tôi cắm cái cục nạp vào rồi tôi thấy cái cục nạp này nó không có hiện tượng gì cả. Nó không có đèn báo nạp mà cái vạch pin này nó cũng không hiển thị lên xuống theo kiểu là nó đạt nạp được. Bây giờ tôi thực hiện thao tác kích này. Các bạn để ý nhá, các bạn cắm cái nguồn vào mấy cái ắc quy này nhá. Cắm cái nguồn vào ắc quy thì các bạn theo dõi là các bạn để ý, các bạn sờ cái dây này, khi nào nó cái nhiệt độ nó tăng cao đấy, nó nóng thì các bạn có thể rút nó ra, các bạn có thể để 1 đến 3 phút đều được cả. Các bạn thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của cái bình ắc quy nhé. Nếu mà thấy nó nóng ran lên là ta phải ngắt cái nguồn này ra này. Nóng ran là ta phải ngắt ngay ra nhé.
Tôi sẽ để lâu lâu một chút, vì tôi kiểm tra tôi thấy nhiệt độ nó cũng không cao. Đây, thấy cái dây này ấm ấm này, cái dây này ấm này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là kiểm tra xem là cái điện áp ở trong này nó vào được cái bao nhiêu vôn rồi. Tôi tiến hành kiểm tra, tôi đo thử này. Mười chấm năm vôn. Khi mà điện áp kích vào ở trong này nó tăng đến khoảng 8 đến 10 vôn thì các bạn thực hiện thao tác nạp nhé. Đây này, các bạn cắm ngay cái bộ nạp này vào này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Nó nạp được điện rồi nhé. Đèn báo nạp nó báo này, cái vạch pin này nó báo lên báo xuống như này là nó đã nạp được điện. Và như vậy là ta đã khôi phục lại được cái sự sống cho cái bình ắc quy này. Thế thì sau khi mà kích lại nó nạp được điện như này rồi thì các bạn chờ để cho nó nạp đầy, sau đó các bạn thực hiện kích những cái quả còn lại đến khi hết bình thì thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.